tối 23 tháng 10, bà Tân Lốc cùng đàn ông Hương Lốc gây xôn xao khi sinh ra trong tập 3 Thách Thức Danh Hài mùa 6. Dẫn với chiếc áo chấm bi thân thuộc cùng phong cách chân chất, giản dị, bà Tân đã đem lại những tràng cười cợt vô cùng sảng khoái đến hai giám khảo Trấn Thành Trường Giang cùng tất cả khán giả. Mở đầu vòng 1, bà Tân và đàn ông đã có màn biểu diễn dựa trên câu chuyện nổi tiếng Ăn Kế Trả Vàng. Chỉ vài giây đầu, bà Tân đã làm hai vị giám khảo cười cợt ngặt nghẽo với câu nói, bà làm giao tu be thiếu gì tiền mà phải lấy vàng của mày. Tiếp tục vòng 3, bà Tân và Hương Lốc diễn lại những tình tiết rất đời thường. Trong khi đang bận rộn đếm tiền doanh thu từ giao tu be, cộng đồng mạng đồn kênh giao tu be của mẹ mỗi tháng được 800 triệu nhưng không phải, chỉ được có mỗi 2 tỷ, bà Tân không quên nhắc nhở đàn ông mình mau mau lấy hậu phi. Lúc này, Hương Lốc liền tiết lộ mình sắp lấy hậu phi và đối tượng là Lê Giang. Đáp lại lời đàn ông, bà Tân nói, ôi giời ơi, tưởng ai, con bé nhỏ đó cái gì cũng siêu to khổng lồ. Quả nhiên, câu nói chủ chốt ấy khiến hai danh hài cười cợt lăn cười cợt bò. Ở vòng thứ 4, bà Tân muốn làm một đĩa đun dừa siêu to khổng lồ. Bà Tân còn không quên giới thiệu con đun dừa trắng muốt miết già. Mời Trấn Thành lên sân khấu, cháu Thành ơi, lên đây bà thịt, nhanh. Điều này dễ ợt nhận được nụ cười cợt của Trường Giang và thắng lợi 40 triệu đồng.